Thi Thiên 60. Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã từ bỏ chúng con, làm chúng con tan lạc. Chúa đã nổi giận với chúng con, nhưng bây giờ xin đem chúng con trở lại. Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra. Bây giờ xin Ngài sửa lại các chỗ nứt vì nó đang lung lay. Chúa làm cho dân Ngài chịu cảnh gian nan, cho chúng con uống một thứ rượu say sẩm. Chúa ban cho người kính sợ Chúa một lá cờ, để vì chân lý mà dương nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa đáp lời cầu xin và lấy tay phải Ngài cứu giúp chúng con. Từ nơi thánh, Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ hoan hỷ phân chia đất Si-chem và đo vùng thung lũng Sukkot. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ép-ra-im là đồng lũy của đầu ta, Su-đa là vương trượng của ta, Mô-áp là cái chậu rửa của ta. Ta ném giày ta trên dân Ê-đôm, ta reo mừng chiến thắng trên dân Phi-li-tin. Ai sẽ đưa con vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn con đến đất Ê-đôm? Lạy Đức Chúa Trời, chẳng phải Chúa đã từ bỏ chúng con sao? Lạy Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với quân đội chúng con nữa sao? Xin Chúa giúp đỡ chúng con khỏi cơn gian truân. Vì sự cứu giúp của loài người là vô ích, nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ đại thắng, vì chính Ngài sẽ dày đạp các kẻ thù chúng con. Mác đoạn 10. Từ đó Đức Chúa Giê-xu đi vào miền Giu-đê và miền bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại tụ họp quanh Ngài, và như thường lệ, Ngài dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: Đàn ông có được phép ly dị vợ không? Ngài hỏi: Môi-se đã truyền dạy các ngươi điều gì? Họ thưa: Môi-se cho phép người đàn ông viết giấy ly hôn rồi ly dị vợ. Đức Chúa Giê-xu phán: Chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà Môi-se mới viết ra luật này. Nhưng từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng một nam và một nữ. Vì lý do đó mà người nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp với vợ, và hai người trở nên một thịt. Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa mà chỉ là một. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Khi ở trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về vấn đề này. Ngài phán: Người nào ly dị vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ. Còn nếu người đàn bà ly dị chồng để kết hôn với người khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Người ta đem con trẻ đến với Đức Chúa Giê-xu để được Ngài đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đồ trách họ. Thấy vậy, Ngài giận và bảo các môn đồ: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng. Vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy. Thật, ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được. Rồi Ngài ẵm những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng và ban phước cho. Khi Đức Chúa Giê-xu vừa khởi hành, có một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu đáp: Tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Không ai là nhân lành cả, ngoài một mình Đức Chúa Trời. Hẳn ngươi biết các điều răn: đừng giết người, đừng phạm tội ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, đừng lừa đảo, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Người ấy nói: Thưa Thầy, tôi đã tuân giữ mọi điều đó từ thuở niên thiếu. Đức Chúa Giê-xu chiều mến nhìn anh và nói: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo ta. Nghe vậy, anh ta sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi vì anh ta có quá nhiều của cải. Đức Chúa Giê-xu đưa mắt nhìn quanh rồi phán với các môn đồ: Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao. Các môn đồ ngạc nhiên về những lời này. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lại phán: Hỡi các con, những ai nương cậy vào sự giàu có để được vào vương quốc Đức Chúa Trời thật vô cùng khó khăn. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.
Các môn đồ vô cùng ngạc nhiên nói với nhau: "Vậy thì ai có thể được cứu?" Đức Chúa Giêsu nhìn họ và phán: "Loài người không thể làm được việc này, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự." Phi-e-rơ liền nói: "Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy." Đức Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời này, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu." Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đang trên đường lên thành Jerusalem. Ngài đi trước họ, các môn đồ kinh ngạc, còn những người đi theo thì sợ hãi. Ngài lại đem 12 sứ đồ riêng ra và nói cho họ những gì sẽ phải xảy đến cho mình. Ngài nói: "Này, chúng ta lên thành Jerusalem. Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình người, rồi giao cho dân ngoại. Người ta sẽ chế nhạo người, khạc nhổ trên người, đánh đòn và giết chết người. Nhưng sau 3 ngày, người sẽ sống lại." Hai con trai của CBD là Gia-cơ và Giăng đến gần Đức Chúa Giêsu và nói: "Thưa Thầy, chúng con mong Thầy thực hiện điều chúng con cầu xin." Ngài hỏi: "Các con muốn ta làm gì cho các con?" Họ thưa: "Khi Thầy được vinh hiển, xin cho hai chúng con một người được ngồi bên phải, một người bên trái của Thầy." Nhưng Đức Chúa Giêsu nói: "Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống được chén ta uống và chịu được báp tem ta chịu không?" Họ thưa: "Dạ được." Đức Chúa Giêsu phán: "Các con sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu báp tem ta chịu. Nhưng việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người đã được định sẵn." Nghe vậy, 10 sứ đồ kia giận Gia-cơ và Giăng. Đức Chúa Giêsu gọi họ đến và nói: "Các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền dân ngoại thì thống trị dân, các quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến Jericho. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi thành, có một người mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi ăn xin bên đường. Nghe nói đây là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, anh kêu lớn: "Lạy Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin đối thương con." Nhiều người rầy anh, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn: "Lạy con vua David, xin đối thương con." Đức Chúa Giêsu dừng lại và bảo: "Hãy gọi người ấy lên đây." Họ gọi người mù và bảo: "Hãy vững lòng, đứng dậy." Ngài gọi anh đó. Người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi: "Con muốn ta làm gì cho con?" Anh thưa: "Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt." Ngài phán: "Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con." Lập tức người mù được sáng mắt lại và lên đường theo Ngài. Hai Sử Ký đoạn 31. Khi mọi việc ấy đã xong, tất cả những người Israel có mặt tại đó đi ra các thành của Juda, đập vỡ những trụ thờ, triệt hạ các tượng thần Asera, phá hủy những nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Juda, Benjamin, Ephraim và Manasseh, cho đến khi đã phá hủy hoàn toàn. Sau đó, đoàn dân Israel ai nấy đều trở về thành mình, nơi sản nghiệp mình. Vua Ezechiah lập lại phiên thứ của các thầy tế lễ và người Lê Vi tùy theo công việc của mỗi người để dâng tế lễ thiêu, tế lễ bình an và phụng sự, cảm tạ, ca ngợi Chúa nơi các cổng đền của Đức Giê-hô-va.
vua cũng lấy một phần tài sản mình làm tế lễ thiêu buổi sáng và buổi chiều, cùng những tế lễ thiêu trong ngày Sa-bát, ngày trăng mới và các ngày lễ đã quy định, đúng như đã chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va. Vua truyền cho dân chúng tại Giê-ru-sa-lem phải cung cấp phần dành cho các thầy tế lễ và người Lê-vi để họ chuyên tâm phụng sự đúng như luật pháp của Đức Giê-hô-va ấn định. Khi chỉ dụ của vua vừa truyền ra thì dân Israel đem đến rất nhiều sản vật đầu mùa gồm ngũ cốc, rượu, dầu, mật và các nông thổ sản khác. Họ cũng nộp một phần mười mọi điều họ có với số lượng thật nhiều. Dân Israel và Juda sống trong các thành của Juda cũng đem đến nộp một phần mười về bò và chiên, cùng với một phần mười về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. Các lễ vật được xếp thành từng đống. Vào tháng 3, họ bắt đầu xếp các lễ vật thành từng đống, và đến tháng 7 mới kết thúc. Khi Ê-xê-chia cùng các thủ lĩnh đến và thấy các đống lễ vật thì ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc phước cho dân Israel của Ngài. Ê-xê-chia hỏi thăm các thầy tế lễ và người Lê-vi về các đống lễ vật ấy. A-sa-ria, thầy tế lễ cả thuộc dòng Sa-đốc, tâu với vua rằng: từ khi dân chúng bắt đầu đem lễ vật dâng vào đền thờ Đức Giê-hô-va thì chẳng những chúng tôi đủ ăn mà còn dư lại rất nhiều, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân Ngài. Đây là đống lễ vật còn dư lại. Ê-xê-chia truyền dọn dẹp các phòng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Khi đã dọn xong, họ trung tín đem vào đó các lễ vật dâng hiến, thuế một phần mười và các vật thánh khác. Cô-na-nia, người Lê-vi, làm trưởng các kho lễ vật ấy, em của ông là Si-mê-i làm phó. Theo lệnh của vua Ê-xê-chia và người cai quản đền thờ Đức Chúa Trời là A-sa-ria, các ông Giê-hi-ân, A-sa-sia, Na-hát, A-sa-ân, Jerimot, Josabat, Elian, Gitmakia, Mahat và Benaza làm nhân viên quản lý dưới quyền của Conania và em ông là Simei. Kore, con trai của Jimna, người Levi, là người giữ cổng phía đông, được giao cho quản lý các lễ vật tự nguyện dâng cho Đức Chúa Trời và phân phát các lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va và các lễ vật chí thánh. Dưới quyền Cora có Eden, Mizamin, Jesua, Semaza, Amaria và Sekania ở trong các thành của thầy tế lễ. Họ phân phối các phẩm vật ấy một cách công bằng cho anh em mình, lớn cũng như nhỏ, tùy theo bang của họ. Ngoài những người có tên trong gia phả, họ cũng phân phát cho những người nam từ 3 tuổi trở lên và cho những người theo phiên thứ mình hàng ngày vào đền thờ Đức Giê-hô-va để phụng sự theo chức vụ và ban thứ. Họ cũng phân phát cho các thầy tế lễ đã ghi tên vào gia phả theo tông tộc mình và cho người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên theo chức vụ và ban thứ. Những người được phân phát gồm tất cả con nhỏ, vợ, con trai và con gái của họ, tức là cả cộng đồng đã được ghi tên vào gia phả, vì họ trung tín trong việc thánh hóa chính mình. Còn về con cháu Aaron, tức là những thầy tế lễ ở các đồng cỏ phụ cận các thành của họ, thì trong mỗi thành đều có những người được chỉ định đích danh để phân phát phẩm vật cho tất cả người nam trong số các thầy tế lễ và người Lê-vi đã ghi tên vào gia phả. Vua Ê-xê-chia đã làm như thế trong toàn cõi Giu-đa. Vua làm những điều tốt lành, ngay thẳng và trung tín trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Trong mọi việc vua làm, từ việc phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời đến việc tuân giữ luật pháp hay điều răn, vua đều hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình nên đều được thành công. Hai Sử Ký đoạn 32. Sau các việc này và những hành động trung tín của Ê-xê-chia thì Sanherib vua Assyri kéo quân đến xâm lăng xứ Juda, đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh đánh phá chúng.
khi Ezechia thấy Sanchirip đến và chuẩn bị tấn công Jerusalem, vua hội ý với các thủ lĩnh và những dũng sĩ để ngăn chặn các nguồn nước ở ngoài thành. Họ đều ủng hộ vua. Đông đảo dân chúng tụ họp lại, ngăn các suối nước và các khe chảy qua vùng đất ấy. Họ bảo nhau, tại sao chúng ta lại để cho các vua Assyri đến đây và tìm được nhiều nước? Vua kiên quyết hành động, xây lại tất cả tường thành đổ nát, xây các tháp canh cao lên và xây một tường thành khác ở bên ngoài. Vua còn củng cố Milo trong thành David và chế tạo nhiều lao và khiên. Vua bổ nhiệm các tướng chỉ huy quân đội, rồi triệu tập họ đến quảng trường nơi cổng thành phố và khích lệ họ. Hãy mạnh dạn và can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp trước mặt vua Assyri và đám quân đông đảo theo vua ấy, vì đấng ở cùng chúng ta mạnh hơn kẻ ở với vua ấy. Vua ấy chỉ có cánh tay phàm nhân, còn chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời ở với chúng ta để giúp đỡ và chiến đấu thay chúng ta. Dân chúng được khích lệ nhờ lời của Ezechia vua Juda. Sau việc ấy, Sanchirip vua Assyri cùng cả đạo quân của vua vẫn còn bao quây Laki. Vua sai các thuộc hạ đến gặp Ezechia và dân Juda tại Jerusalem và nói: Sanchirip vua Assyri nói thế này: các ngươi nương cậy điều gì mà cứ ở mãi trong thành Jerusalem bị bao vây như thế? Chẳng phải Ezechia đã lừa dối các ngươi để các ngươi chết đói chết khát khi nói rằng Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua Assyri đó sao? Chẳng phải chính Ezechia đã dẹp bỏ những nơi cao và bàn thờ của ngài, rồi bảo dân Juda và Jerusalem rằng các ngươi chỉ thờ lại trước một bàn thờ và chỉ song hương trên đó mà thôi sao? Các ngươi chẳng biết ta và tổ phụ ta đã từng làm gì cho các dân thiên hạ sao? Các thần của những dân tộc ấy có giải cứu xứ của chúng khỏi tay ta được chăng? Trong số các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã tận diệt, có thần nào giải cứu dân mình khỏi tay ta chăng? Thế thì thần của các ngươi có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta chăng? Vậy bây giờ, đừng để Ezechia lừa dối và phỉnh gạt các ngươi như thế. Các ngươi đừng tin ông ta, vì chẳng có thần của dân tộc nào hay nước nào giải cứu dân mình khỏi tay ta hay tổ phụ ta. Thì làm sao Đức Chúa Trời các ngươi có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta được? Các thuộc hạ của Sanchirip còn xúc phạm đến Jehovah Đức Chúa Trời và xúc phạm Ezechia là đầy tớ ngài. Sanchirip cũng viết nhiều thư thóa mạ Jehovah Đức Chúa Trời của Israel và nói phạm đến ngài rằng: thần của các dân thiên hạ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta, thì thần của Ezechia cũng chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta được đâu. Chúng la lớn lên bằng tiếng Juda cho dân Jerusalem ở trên vách thành nghe, làm cho họ hoảng sợ để chiếm lấy thành. Chúng nói về Đức Chúa Trời của Jerusalem như nói về những thần của các dân thiên hạ, là sản phẩm do tay người làm ra. Vua Ezechia và nhà tiên tri Esai, con của Amos, cầu nguyện về việc này và hướng lên trời mà kêu cầu. Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ diệt tất cả những dũng sĩ, quan tướng và thủ lĩnh trong trại quân của vua Assyri. Vua phải xấu hổ rút lui về nước khi vào đền thờ thần mình. Có mấy người con của vua dùng gươm giết vua tại đó. Như vậy, Đức Giê-hô-va cứu Ezechia và dân cư thành Jerusalem khỏi tay Sanchirip vua Assyri và khỏi tay mọi kẻ thù. Ngài cho họ được yên ổn mọi bề. Có nhiều người đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem và nhiều tặng vật quý báu cho Ezechia vua Juda. Từ đó về sau, vua được các nước tôn trọng. Trong những ngày ấy, Ezechia lâm bệnh sắp chết. Vua cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, ngài đáp lời và ban cho vua một dấu lạ. Nhưng Ezechia không báo đáp ân huệ Chúa ban cho mình. Vì vua sinh lòng kiêu ngạo nên cơn thịnh nộ của Chúa nổi lên cùng vua, cùng Juda và Jerusalem. Tuy nhiên, cuối cùng Ezechia và dân cư Jerusalem hạ mình xuống, không còn kiêu ngạo nữa. Nên trong đời Ezechia,
cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va không giáng trên họ. Ê-xê-chia trở nên rất giàu có và được tôn trọng. Vua xây các kho để cất vàng, bạc, đá quý, hương liệu, khiên và các loại vật dụng có giá trị. Vua xây dựng các vựa để chứa ngũ cốc, rượu và dầu. Vua cho làm chuồng để nhốt súc vật, bầy chiên và bầy bò. Vua cũng xây nhiều thành, nuôi nhiều bầy chiên và bò, vì Đức Chúa Trời ban cho vua rất nhiều của cải. Chính vua Ê-xê-chia đã lấp thượng nguồn của suối Gi-hôn và dẫn nó chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành David. Trong mọi việc, Ê-xê-chia đều được thành công. Nhưng khi các sứ giả mà vua Babylon sai đến để hỏi thăm về dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa vua để thử xem lòng dạ vua thế nào. Các việc khác của Ê-xê-chia và những việc thiện mà vua đã làm đều được chép trong sách các vua Giu-đa và Israel qua khải tượng của nhà tiên tri Ê-sai, con của Amos. Ê-xê-chia an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong khu lăng tẩm trên đồi của dòng dõi David. Cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều bày tỏ lòng tôn kính vua lúc băng hà. Ma-na-xe, con vua, lên ngai kế vị.